Chùa Tam Trúc. Chùa Tam Trúc hả? Chỉ có lên điện thứ hai đi ra vào bến chùa cổ sẽ có một bến chùa cổ bến chở mình có xe điện thôi. Còn đây nhà mình tự đi bộ ạ. Mình đi bộ tham quan lên điện thứ nhất, điện thứ hai, điện thứ ba. Nào, đi lên đi, lên đi. Chúng nói đầu xuống đây là mình mới. Dạ cô đi về ở điện thứ hai sẽ tay phải ra bến chùa cổ đi. Có luôn. Chùa Tam Trúc. Không, mình lên trên điện mình cúng à. Gì em? Không, mình đi lên trên điện cúng mà. Con đi tới chỗ kia bà chúc chụp hay. Con
Đẹp quá. Chùa Tam Trúc. Thở hả? Cũng thở hả? Cũng thở. Đẹp chưa? Mấy mẹ cái này. Hát chỗ này cũng như ấy này. Chỗ này học cũng như đi làm chùa Bái Đính. Bạc làm sao mà bạc nhiều vậy? Có mà cái này nhất nó pha hai màu anh, chứ không phải bạc màu đâu. Đi thời cúng. Nguyên thầy cũng chánh điện của Tam Trúc, chùa Tam Trúc. Bây giờ mà đoàn mình mới di chuyển ở bên trong này tham quan. Sao bây giờ
ngoài đầm mình sẽ di chuyển ở trong cái cơ quan này, trong cái đất. Ở đâu anh cho anh ạ? Không cần thì có mấy người. Bảy người. Đây là ngoài này là mình thấy một đoàn ngũ. Vâng. Và đoàn mình sẽ di chuyển ở phía bên trong tham quan cảnh quan thân thiên thủ thiên nhãn này ngàn tay ngàn mắt này đẹp không, điều khác đẹp là ở Indo Ấn Độ đẹp thôi, tới đây chấm dứt.